Chào tất cả mọi người, cảm ơn anh em đã lên like của Gã Đồ Bạc. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau hôm nay hai tác phẩm đẹp nhất mà Gã Đồ Bạc cho là hệ thống vườn Tùng Lan Nhật Bản hiện nay đang sở hữu. Đúng rồi, bắt đầu thấy tín hiệu rồi anh em. Hệ thống vườn Tùng Lan Nhật Bản đang sở hữu hai tác phẩm mà Gã Đồ Bạc cho là đẹp nhất. Vị trí số 1 là cây ở đằng sau lưng Gã Đồ Bạc đã được cắt tỉa, trau chuốt. Còn một cây nữa, tí nữa Gã Đồ Bạc sẽ like cho anh em xem. Sẽ like cho tất cả mọi người để anh em cùng thẩm định giúp Gã Đồ Bạc nhé. Chào Nguyễn Trường Giang nhá, chào bạn. Chào Nguyễn Văn Quyết. Cảm ơn anh em đã thả tim cho Gã Đồ Bạc. Anh em chia sẻ like đi anh em. Chia sẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Đúng rồi, chào cây xanh Thanh Hóa nhé, cảm ơn bạn rất nhiều, chúc cho bạn công việc kinh doanh sẽ một ngày tốt hơn. Chào Nguyễn Minh Thành, chào Hoàng Nguyễn Huy nhé, chào Trần Cường, cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn những team của anh em đang thả và chia sẻ đường like giúp Gã Đồ Bạc. Hôm nay Gã Đồ Bạc sẽ chia sẻ với anh em ấy hai tác phẩm và sẽ mang về triển lãm của ngày 2 tháng 9 tại cuộc triển lãm mở rộng của thành phố Bắc Ninh. Đó chính là đầu tiên, đó là cây Tùng Lan có tuổi đời khoảng 600 năm tuổi nha anh em. Chào Trần Cường, chào Thích Chọc nhá. Trời ơi, hôm nay đã có rất nhiều những anh em nhà vườn lớn đang vào live của Gã Đồ Bạc. Chúc anh em một buổi trưa thật là vui vẻ nhé. Cảm ơn anh em. Chào Hoàng Tiệp nhé, ok, chào Hoàng Tiệp. Chào Trần Đức Minh. Chào tất cả mọi người. Cây này cháu vừa cóp lên bài luôn. Không sao, cháu cứ cóp về và đưa lên. Nó cũng là một trong những tác phẩm rất chi là đẹp của hệ thống. Chào Bất Động Sản Bảo Lộc nhé, sở bạn ở rất xa. Cây này chưa bay hả bác? Nói chung là nó chỉ còn chờ một hai buổi đàm phán nữa thôi là nó sẽ được lên đường. Nếu như mà giao dịch không thành công thì sẽ mang về Bắc Ninh. Còn nếu giao dịch thành công thì Gã Đồ Bạc lại phải xin phép chủ nhân. Chào Lam Định nhé. Chào 30 anh em đang ở trên đường live, anh em chia sẻ live giúp Gã Đồ Bạc đi. Bất Động Sản Bảo Lộc. Đường live chắc là mạng đang bị kém. Chào Trần Ngọc Bảo. Chào Lê Nhung nhá, sửa không biết gì về cây đâu mà cũng lại vào đây như này. Hóng hớt. Chào Hoàng Huy nhá, cảm ơn bạn, cảm ơn tất cả mọi người. Chào Đinh Trần nhá. Chào Nguyễn Thành Luân nhá, cảm ơn Nguyễn Thành Luân. Chào Mão Mèo nhá. Cây này rất nhiều tiền bạn hiểu không? Cây này cực nhiều tiền luôn. Nó tương đương với một con, nó tương đương với một con xe đời mới Lexus 570 hay 590 gì đó. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào Việt Thắng. Em chào anh Hòa Taxi nhá, cảm ơn anh đã lên like của em. Đây là một trong những tác phẩm mà em sẽ mang về thành phố Bắc Ninh và tỉnh Bắc Ninh.
ở cuộc triển lãm năm nay có hai tác phẩm ở tầm như nhau sẽ đặt ở hai vị trí trung tâm của triển lãm. Chào Văn Mạnh nhé, chào Việt Thắng, chào Lịnh Khu nhé. Chào Trâm. Chào Thượng Trưởng Thân nhé. Chào Võ Thường. Hôm nay thời tiết Hà Nội mát mẻ cho nên là gã đồ bạc sẽ like một vòng cả vườn và giới thiệu với anh em những tác phẩm mà sẽ đem đi chơi trong cuộc triển lãm năm nay từ giờ đến Tết. Rất nhiều những tác phẩm gã đồ bạc sẽ được mang đi chơi và tham gia với cùng với tất cả các anh em ở các tỉnh nhé. Anh em ở các tỉnh, nếu mà có tỉnh nào ở khu vực 10 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mà triển lãm thì cho gã đồ bạc biết để gã đồ bạc tham gia cùng với anh em cho nó vui nhé. Trong Ngọc Bảo, anh ơi khi nào anh nhập nhiều cục vip mà tóc anh bị bạc không? Anh ơi có khi nào anh nhập nhiều tùng vip mà anh bị tóc bạc không? Ui xụi, cái này nó là đương nhiên rồi, em hiểu không? Nó là đương nhiên rồi, mất ăn mất ngủ thì đương nhiên là tóc nó sẽ bạc, hiểu nhá. Chào Nguyễn Đức Minh nhá, chào Nguyễn Đức Minh, chào Trần Văn Toàn, cảm ơn anh em đã thả tim cho gã đồ bạc. Cho em theo với à? Ok, tôi luyện tất cả các kỹ năng về sale đi, tư vấn khách hàng, thiết kế thi công, nói chung là phải đủ món. Sau khi mà đáp ứng được các cái tiêu chí đơn giản đấy thì về với anh nhá. Chào Hoàng Đức Công nhá, lâu lắm rồi mới thấy Hoàng Đức Công. Chúc Hoàng Đức Công sẽ thành công trong công việc cũng như là hạnh phúc trong gia đình nhá. Cảm ơn Hoàng Đức Công rất nhiều. Nếu mà rảnh thì chạy qua anh uống trà đi. Mấy hôm nay được anh em ở trên Thái Nguyên tặng cho 2 cân trà ngon, nhưng mà cũng chưa pha lần nào luôn, bởi vì không có bạn, đâm ra là cũng không uống. Chào Đinh Minh nha, chào Đinh Trần. Đây là tác phẩm Tùng La Hán này là gã đồ bạc sẽ mang về triển lãm ở thành phố Bắc Ninh anh em này. Nó sẽ có một cái vị trí gọi là tuyệt vời nhất để cụ gọi là ngự ở đấy trong vòng 10 ngày, từ ngày coi như là 28 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9. Chào Trần Văn Toàn nhá. Em muốn tham khảo về cây cảnh hoặc các loại cây cổ thụ bóng mát đưa về Việt, ý anh. À, đưa về Việt Nam à? Em đang ở nước ngoài đúng không? Campuchia hay ở đâu? Cái này em có thể liên hệ với anh qua số điện thoại của anh có ở trên đường link đấy. Anh có thể sẽ tư vấn cho em những cái dòng cây mà mang từ nước ngoài, quan trọng nhất là từ nước Lào nhá, Campuchia hay là Lào hay là Nhật Bản hay là Đông Âu, Nam Phi các kiểu. Từ Lào anh ạ, từ Lào thì em biết rồi đúng không, rất nhiều những cái dòng cây mà nó sẽ có xu hướng, ví dụ như là cây hiện nay anh biết là nó rất hot nhá, rất nhiều người đặt hàng. Đó là cây tự nhiên anh lại quên mất. Ví dụ như là cây hoa đại nhá. Cây hoa đại á, ở miền Bắc gọi là cây hoa đại. Những cây mà tầm đường kính trên 1 mét thì nó có tiền tỷ thôi em. Đấy, đấy là những cây hoa đại mà nó mọc ở các cái nhà cổ của những cái vị vua chúa ngày xưa của Lào hoặc Campuchia ấy. Thì những cây hoa đại hiện nay anh biết là ở miền Nam ấy, anh em chơi đang có xu hướng để trồng vào các khu biệt phủ cũng như là nhà thờ rồi những cái nơi tâm linh. Đó là những cây cực kỳ hot luôn. Thế còn đương nhiên là một số các dòng cây khác, ví dụ như là me hoặc là vú sữa, lộc vừng, thì ở ngoài Bắc này anh em cũng ít chơi những cái dòng cây khủng đấy. Đấy, thế nhưng mà nói chung là cứ hàng khủng thì anh nghĩ là về Việt Nam là ok. Cây xoài đây, có một anh Hòa taxi này, anh ấy đang rất nổi tiếng trên làng cây cảnh và anh ấy đang muốn là cây xoài này. Đấy, anh em hiểu không, cũng chia sẻ với anh em lên đường like của gã đồ bạc Vũ Lành thì anh em có thể giao lưu với nhau trực tiếp luôn. Gã đồ bạc chỉ là một cái người kết nối cho anh em gặp nhau để mà hỗ trợ cũng như là chia sẻ công việc làm ăn với nhau thôi.
anh em nào có nhu cầu thì cứ lên lích lên, và chủng loại cây thì có anh em nào cần là anh em đấy vào là bụp luôn, chén luôn, cho mất luôn, anh em hiểu không? Chào Đức Nguyễn nhá. Hoa giấy được không chú? Có nhá. Nếu mà có những cây hoa giấy khủng thuần của Lào hay của Mỹ, của Mùng gì đấy, nhưng mà những cái cây to cổ thụ dáng lạ thì gã đồ bạc nghĩ là cũng có những cây tiền tỷ đó nhá. Nói thật với anh em là như thế. Và hoa giấy thì không cứ là miền Nam đâu, miền Nam người ta chơi cũng rất nhiều, nhưng miền Bắc rất nhiều các biệt phủ và biệt thự đang có nhu cầu nhá. Nếu mà cháu có những cây khủng giá tốt thì ok. Chào Hiền Lê nhá, chào Vũ Hiếu Coi. Dạ cháu cảm ơn ạ. Rồi ok Đức Nguyễn nhá, cố gắng lên sưu tầm những cái cây hoa giấy thật khủng vào. Chào Đỗ Tấn nhá, chất anh nhỉ, đúng rồi, chất chất như nước cất luôn, trong veo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hôm nay thời tiết nó tương đối là tốt, tí nữa gã đồ bạc sẽ like cho anh em xem một số những cây tùng khủng nhất Việt Nam để anh em được chiêm ngưỡng. Chia sẻ được like giúp gã đồ bạc đi anh em. Chào Bonsai Thế Anh nhá, chào Trần Văn Toàn. Chào Hiền Lê nhá. Phê quá, phê quá thì tí nữa cho phê luôn. Anh em chia sẻ, mỗi anh em chia sẻ giúp gã đồ bạc một lần like đi, để gã đồ bạc bắt đầu đi quay cho anh em xem những cây tùng cực khủng. Đây là anh em xem này, một dàn hoa hậu nhá, chân dài từ 8m đến 9m, quá khủng luôn. Chào Mai Trang nhá. Không biết là Đà Nẵng hôm nay có nắng không, như Hà Nội trời nó hơi mưa. Thế mà cái nắng buổi tầm này thì nó rất oi nhá. Chào trai phố mới nhá, phố núi. Ok, chào trai phố núi nhá, không biết bạn ở tỉnh nào. Chào gã đầu bạc nhé. Rồi ok, chào trai phố núi. Chào Bùi Tuấn nhá. Cháu chân dài qua lách. À anh, chân mà dài qua lách thì quá bình thường, em hiểu không? Chân nó dài, chân nó dài, có nói chung là qua lách thì bình thường, tức là nó chỉ đến rốn thôi, đến rốn nó mới đẹp, chứ còn nếu mà dài dài đến lách thì vẫn đi rồi. Chào anh Thi nhá. Chào Nguyễn Trung. Chào Văn Hiền nhá. Cảm ơn Văn Hiền. Đà Nẵng vẫn nắng nóng anh ạ. Đúng rồi, nắng nóng thì mặc bikini và đi ra biển tắm cho nó mát nhá. Đà Nẵng mà vẫn nắng nóng thì mặc bikini ra biển mà tắm cho nó mát. Bãi biển Sơn Trà là một trong những bãi biển nổi tiếng đấy. Chào Bonsai Trà Vinh, cảm ơn anh em. Ok, gã đồ bạc sẽ bắt đầu di chuyển để like cho anh em xem một chút những cái cây tùng mà nó có giá trị cao. Đây là một trong những cây tùng cực kỳ cổ này anh em này, rất già nhá. Mấy hôm nữa thì gã đồ bạc sẽ chuyển cái cây tùng dáng trực mà nó có một cái dáng rất lạ như là cây đa dáng làng á. Cây tùng này vanh của nó tương đối là tốt, nhưng mà sẽ chuyển về miền Trung nha anh em. Anh em có thể ở vị trí này nhìn cũng rất đẹp, tức là nó sẽ không bị lắng. Okay. Cảm ơn tất cả mọi người để gã đồ bạc lấy cái ghế phát. Chào Bonsai, chào Vinh, chào Vũ Vượng nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. Đấy, em này chân nó quá dài luôn, nó tận 11 mét đấy, cho nên là không hết được cả bóng của nó luôn anh em.
Đợt này gã đồ bạc lên live Facebook được anh em ủng hộ rất đông anh em hiểu không? Đấy, xoay chỗ nào cũng có chân dài hết anh em hiểu chưa? Xung quanh gã đồ bạc là toàn chân dài thôi. Xoay đằng nào cũng có chân dài, đây là dài như bạn nói là dài đến tận lách này, nó vượt qua cả lách luôn. Chào Huỳnh Xuân nhé, cảm ơn Huỳnh Xuân. Bây giờ gã đồ bạc đi live cho anh em xem một, anh em thích xem cây gì? Anh em thích xem cây đẹp nhất hay là cây to nhất, anh em lên tin nhắn đi anh em. Bởi vì nó nhìn nhiều chân dài quá, không biết chọn cây nào để giới thiệu với anh em hết. Ở góc này đi anh em. Chào anh em nhà vườn Mậu Phong nhá. Chào nhà vườn Mậu Phong. Chào Tiến Bonsai nha. Hôm nay thời tiết nó âm u anh em hiểu không? Cho nên là màn hình có vẻ các đồ bạc nhìn thấy nó hơi tối tối. Chào Vũ Thành, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc anh em một buổi trưa thật là vui vẻ nhé. Hôm nay là ngày chủ nhật đúng không anh em? Đấy, sau một tuần mệt nhọc thì giờ phút này anh em cũng được nghỉ ngơi. Lên like anh em coi như là chia sẻ, giới thiệu với tất cả mọi người. Ok, chào Tiến Bonsai, chào Quang Trọng. Nhưng các bạn sẽ di chuyển để like cho anh em xem một số các cái tùng gia hắn mà gã đồ bạc cho là rất là tuyệt vời. Vườn thì rất rộng, đi thì mỏi chân. Thời tiết lúc này nó không ủng hộ về livestream. Đấy, tối om anh em ạ. Cây này sẽ cẩu về Bắc Linh nha anh em nhé. Cây này này sẽ cẩu về thành phố Bắc Linh, Từ Sơn Bắc Linh anh em hiểu không? Đấy, cây tùng cổ này sẽ cẩu về thành phố Bắc Ninh, Từ Sơn. Ở đây có một cây mini, gọi là mini nhưng mà cũng hàng mịn già cổ đây anh em này. Cây này anh em nào mà để chơi thì chắc là quá đỉnh luôn. Dáng lão rất chi là đẹp anh em, một cây tùng cổ nhá, nó chỉ cao khoảng 2,5 mét, mịn tít. Cây này mà phải bóc ra thì rất đẹp anh em nhở. Anh em bóc theo kiểu Việt Nam ấy thì nó là một cái cây rất đẹp. Anh em thích xem cây thông đẹp nhất Việt Nam không? Cây thông đen đẹp nhất Việt Nam. Ok, đây xuống like cho anh em xem cây thông này. Cây thông này nó dáng huyền nha anh em. Nó đẹp khủng khiếp luôn. À, gốc của nó đây vào ngọn của nó kia. Đang nó bay này. Đấy, nó bay như này, xoay cái gầm nó cho anh em xem, mịn tít luôn. Đấy, chạy đường chạy của nó dã man luôn, đứng ra xa cho anh em ngắm. Đấy, anh em thấy chưa, cái này có giá trị tương đối là cao. Hiện nay nó đang rơi vào khoảng tầm 3 tỏi anh em hiểu không? Đây là những cụ tùng sổng, những cây tùng sổng anh em nhìn này. Cây này cao 11 mét,
nhiều lắm anh em. Hôm trước có anh em hỏi là cái cây có phải chốt cho anh Phong không? Đúng rồi, hôm trước chốt một cây diên tùng cho anh Phong ở Leo Garden anh em ạ. Nhanh như một cơn gió. Bắt tay còn coi như là còn bắt cẩu luôn, không sợ bị đánh tháo. Cây đấy bây giờ đang ngự ở Leo Garden rồi anh em. Cây đấy bây giờ đang ở Leo Garden rồi. Đấy, clip hôm trước anh em chốt mấy ông chủ của Leo Garden, đó là anh trai Phong chuyên về cây bonsai nhập khẩu, rất nhiều những cây bonsai nhập khẩu đẹp và khủng. Thấy một cây diên tùng của Nhật nó quái quá nên là búp luôn. Cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh em. Thầy đây. Alo. Ừ thầy đây. À đây là thế để thầy điện nhé. Bấm chuông xem có ai không. Ừ. Chào Kiên Trần nhé. Anh à, thằng em nó vào nó cắt cây á, anh có nhà không? Mưa đâu, mưa tạnh rồi. Kệ nó, để cho anh em nó cắt đi. Rồi. Thế là anh đang về cái gì? Ok, thế đi. Rồi, rồi, thế thì em bảo tối rồi, ok. Chào cả nhà nhá, chào Huỳnh Liên Minh nhá, con đợi tí chú đang về nhá. Ừ ừ ok, cảm ơn tất cả mọi người. Chào 31 anh em đang ở trên đường live. Ui nhiều lắm, không phải 31 đâu anh em, gần 1000 anh em xem live từ đấy giờ. Để gọi vào đấy. Em ơi vẫn cắt được nhiều nhưng mà thôi, tháng này cắt nó đi được chả sao, chứ không rồi là cắt tháng này thì nó hơi lắng, nhưng mà tháng này nó mưa nhiều chắc chả nhiều lắm đâu, mà cắt đi cho đẹp, cắt đi kệ lắm, không rồi cắt cho nó đẹp luôn thì Tết cũng phải làm. Ok anh nha. Kệ đó. Giờ cái đấy sau em tính, sau em tính sau nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào Hình Liên Minh nhá, chào Trần Kiên. Chúc tất cả các anh em một ngày chủ nhật thật là vui nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào Tuấn Trà Hải Dương nhá. Ok Tuấn Trà, chào Tuấn Trà Hải Dương. Hôm nào em lên vườn giao lưu với anh nhé. Ok luôn nhá. Ok luôn Huỳnh Liên Minh nhá. Trân trọng mời anh em nào mà ở khu vực Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận mà có dịp lên Hà Nội thì qua vườn gã đồ bạc
giao lưu uống trà nhá. Cảm ơn anh em, sự đón tiếp rất nồng hậu và lời mời rất chân tình với tất cả các anh em ở trên đường live của gã đồ bạc. Chào Nguyễn Ngọc, chất nhất làng cây Việt Nam bác ơi. Không phải đâu, cả cái vườn cây này chỉ bằng một cây thôi, chỉ bằng một cây của những người khác thôi, cho nên là anh em cứ yên tâm. Nhưng mà nếu mà nói về Tùng La Hán thì chấp tất cả một mắt đúng không, nhưng mà nói về giá trị thì có những cái cây bản địa xanh si đa đề của Việt Nam nó đắt lắm anh em, mai vàng nó cũng tiền tỷ, xanh có những cây trăm tỷ, Tùng không có những cây trăm tỷ đâu, nếu ông nào nói có là nói phét thật sự luôn đấy. Bản thân gã đồ bạc cũng chia sẻ với anh em mà Tùng chưa có cây nào vượt qua 20 tỷ đấy, nhưng mà có 1000 cây. Thế còn ông nào bảo tôi có cây Tùng mà 50 tỷ mấy thằng nói phét, không bán cho ai thì nói bừa thôi, hiểu không? Còn giao dịch thì nó chỉ tầm khoảng 20 đổ lại là có. Chào tất cả mọi người. Chúc anh em một ngày chủ nhật vui vẻ nhé. Thời tiết Hà Nội bây giờ mà bắt đầu mưa rồi anh em, bắt đầu tiếp tục mưa. Cho nó sủi lên. Cảm ơn anh em. Không biết ở trên đường live của gã đồ bạc có anh em nào đang kinh doanh về cây không? Anh em có anh em nào kinh doanh về cây không? Cảm ơn anh em nhé. Xin lỗi anh em nhé, gã đồ bạc đang chuẩn bị đang mưa nhưng mà có một đoàn khách đang vào. Gã đồ bạc xin phép được xuống like nhé, cảm ơn anh em. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật là vui vẻ nhé, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye. Cảm ơn anh em rất nhiều.